Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải tiếp xúc cử tri xã Tumorong, huyện Tumorong. Cử tri đề nghị làm hộ lan trên tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua thôn Tumorong để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông, sửa chữa một số tuyến đường đi khu sản xuất, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ hiện bị hư hỏng xuống cấp để phục vụ cho đi lại sản xuất của bà con. Đề nghị điện lực hạ thế điện sinh hoạt cho 17 hộ dân của thôn Đắc Châu 1. Ngoài ra, cử tri đề nghị cung cấp giống cây cà phê, cây quế cho bà con phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho người khuyết tật, xem xét di rời điểm trường mầm non tại thôn Tu Cấp đến vị trí khác. Vì hiện nay điểm trường này xuống cấp và ở vị trí có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, xã trả lời giải thích với cử tri. Các ý kiến còn lại, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện tiếp thu tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải tiếp xúc cử tri xã Ngọc Lây, huyện Tumorong.